Kính chào các quý thầy cô. Một môn học được thiết kế trên nền tảng Moodle thì thường gồm có hai phần. Phần thứ nhất là giới thiệu về môn học. Thì trong phần này các thầy cô có thể đưa lên những mục tiêu của môn học, các tài liệu giới thiệu tổng quan về môn học, hay đề cương của môn học, hay cũng có thể là một forum để các sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên, giải quyết các khó khăn thắc mắc của mình. Các thầy cô cũng có thể đưa lên thông tin liên hệ ở đây để thêm một kênh thông tin sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với mình. Và phần thứ hai đó là các bài học. Thì tùy vào môn học của các thầy cô có bao nhiêu bài, bao nhiêu chương, bao nhiêu chủ đề thì các thầy cô sẽ tạo ra bấy nhiêu bài, bấy nhiêu chương và bấy nhiêu chủ đề. Trong các bài học này thì các thầy cô sẽ đưa lên đây các video bài giảng hay các file mềm khác để sinh viên có thể tự học trực tiếp ở trên mạng, hay các bài tập để sinh viên có thể tự làm và gửi bài tập trực tiếp ở trên đây. Và sau đây sẽ là hướng dẫn để các thầy cô có thể tự tạo được một form môn học theo ý muốn của mình. Để bắt đầu, chúng ta nhấn vào Turn Editing On hay biểu tượng ở trên này. Và một trang mới hiện ra, thì tại đây các thầy cô có thể chỉnh sửa, có thể thiết kế môn học của mình. Để thêm thông tin giới thiệu về môn học thì các thầy cô chọn vào Edit Summary. Và chúng ta bắt đầu đưa những thông tin giới thiệu về môn học của mình lên đây. Các thầy cô bỏ lựa chọn Use Reflection Name này đi để đặt tên cho môn học của mình ở đây. Và viết các thông tin giới thiệu về môn học của mình lên đây. Sau khi đã đưa đầy đủ các thông tin giới thiệu về môn học của chúng ta lên thì chúng ta nhấn vào Save Change. Như vậy là chúng ta đã đưa được cái thông tin giới thiệu lên trang môn học của chúng ta. Tiếp tục chúng ta sẽ đưa vào tên các bài học của chúng ta ở phía dưới này. Ví dụ bài học của tôi gồm có 5 bài thì tôi sẽ đưa lên đây 5 bài, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 và bài 5. Để nhập vào tên của các bài học thì chúng ta cũng chọn vào biểu tượng công cụ ở phía dưới này, Edit Summary. Ở đây tôi cũng nhập vào tên bài học tương tự như phần trên. Ở đây là bài 1. Các thầy cô có thể nhập vào một số lời giới thiệu về bài 1 ở phía dưới này. Sau đó chúng ta nhấn vào Save Change. Tương tự, chúng ta nhập vào bài 2 và bài 3. Để thêm bài mới, chúng ta nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở dưới này. Hoặc để bỏ đi một bài thì chúng ta nhấn vào biểu tượng dấu trừ ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đưa thêm vào hai bài mới cho môn học của chúng ta. Chúng ta nhấn vào biểu tượng dấu cộng này. Và một mục bài học mới đã hiện ra thì chúng ta nhấn vào Edit Summary. Chúng ta nhập vào đây là bài 4. Save Change. Và tương tự chúng ta sẽ tạo ra bài số 5. Như vậy là chúng ta đã tạo được 5 bài học cho môn học của chúng ta như đã yêu cầu trên. Và có một cách nhanh hơn để các thầy cô có thể tạo được một form cho môn học của mình là các thầy cô chọn vào chức năng Edit Settings. Và các thầy cô thấy là có một trang Edit Course Settings hiện ra thì các thầy cô nhập vào các thông tin cho môn học của mình ở đây. Course Full Name, Course Short Name và giới thiệu về môn học. Và các thầy cô kéo xuống chọn Course Format. Và ở đây trong mục Number of Sections thì các thầy cô có thể lựa chọn số các bài học cho môn học của mình. Ví dụ môn học của tôi có 10 bài thì tôi chọn vào 10. Như vậy là môn học của chúng ta sẽ có 10 bài học. Ở phía trên này mục Format, các thầy cô có thể format tên các bài học của chúng ta theo các kiểu ở đây. Ví dụ như là Quickly Format, Topics Format hay Social Format, Single Activity Format. Ở phía dưới này thì các thầy cô sẽ lựa chọn cái chức năng hiển thị tất cả các chủ đề của chúng ta ở trên một trang, hay từng cái chủ đề, từng cái bài học của chúng ta sẽ được xuất hiện ở trên một trang riêng. Sau khi đã điền xong các thông tin cơ bản ở trên thì các thầy cô chọn vào Save Change. Như vậy là các thầy cô đã thấy ở đây môn học của chúng ta sẽ gồm có 5, 6, 7,
8, 9 và 10 bài học. Và ta nhấn vào Edit Summary để chúng ta sửa các cái mục tiêu đề của chúng ta thành tên bài học của chúng ta theo ý muốn. Và sau khi làm xong, các thầy cô nhấn vào Turn Editing Off để thấy được cái cửa sổ mà sinh viên sẽ nhìn thấy.